Dạ, Tố Lê xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại Tố Lê đang ở tại cái khu vực của tỉnh Xá Ngọc Vạn thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Chiều nay Tố Lê đến đây để chia sẻ hình ảnh di dời những công trình Phật giáo tại đây. Sẵn tiện á, Tố Lê trên đường về thì đi trên đường cao tốc như thế này á, Tố Lê chia sẻ hình ảnh tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang đi qua khu vực huyện Vạn Ninh, mà nơi này là thuộc xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Nơi này thì nó cách trung tâm của thành phố Nha Trang khoảng hơn 60 km về hướng đông. Về nó cách điểm đầu của tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang tại điểm nối hầm Cổ Mã thì khoảng có vài km mà thôi. Lúc nãy tôi Lê định là sẽ chạy ra quay từ cái điểm đầu đi quay vào hướng bên trong này để cho cả nhà mình cùng xem. Tuy nhiên đi trên đường cao tốc mà bây giờ cũng đã chiều 4 giờ mà đi có một mình à. Tuyến đường cao tốc của cái đoạn Vạn Thọ thì nó đi dọc dọc sát núi quá, cho nên tôi Lê cảm thấy không có an toàn. Thôi thì mình chia sẻ ngay từ cái đoạn của thuộc xã Vạn Phước nha. Điểm đầu của dự án cao tốc Vân Phong Nha Trang thì thuộc xã Vạn Thọ, rồi theo thứ tự đã tới xã Vạn Phước, tới xã Vạn Long, Vạn Khánh, Vạn Thắng, Vạn Bình, Vạn Phú, vân vân, và chạy cho đến khi tới xã Vạn Hưng. Đây là nút giao thông tuyến cao tốc đi qua huyện Vạn Ninh. Cô Lê chạy trên đường cao tốc luôn nha, xem thử con đường cao tốc hiện tại để hoàn thành đến đâu. Đây là những xe lưu. Tâm hồi bữa chị thằng đi nói chị phải bác sĩ không? À, tình cờ đi quay đường cao tốc thì gặp có một người em hôm bữa trước bệnh á, cái vô bệnh viện gặp Tố Lê trong đó. Ủa mình múc cái gì vậy anh? Thử đất đó, quay chủ yếu cái lỗ mà thử đất hả? Mà được à, đừng có miếu cho mày. Ờ, đây là chuyên môn của mấy anh em ở công trình ấy, Tố Lê không có rành. Thôi bây giờ mình chạy tiếp nha, để cập nhật con đường cao tốc cho cả nhà xem. Anh, cái này đoạn đường này gọi là lưu phải không? Mình lưu rồi phải không anh? Lưu xong rồi mình mới đổ bê tông đúng không? Tráng mà thảm bê tông. Bê tông rồi mới tới thảm nhựa ha. Ở đây họ làm rất là nhanh. Hôm trước á, cái mặt bằng cái đoạn này nè là nó còn dính cái ngôi nhà cấp 4 tại của tỉnh Xá Ngọc Vạn. Hôm nay ngôi nhà cấp 4 được di dời về phía trong thì sẽ là cái mặt bằng con đường cao tốc. Thì ở đây họ làm rất nhanh, quá nhanh luôn. Có mấy ngày tôi lên chưa ra mà cái con đường bây giờ cũng đã lô xong rồi nè. Anh ơi, mình có chạy xuống được không anh? Nó kêu quá, mình xổ xuống được không? Ô, xổ xuống được luôn hả? Sao em sợ dữ vậy? Ủa, cái này là cái cống thoát nước đúng không? Mày chưa có làm xong. Cái cống thoát nước đã xong rồi, bây giờ mình chỉ còn san lấp đất thôi. Dạ. Ở phía xe xe bên kia đường cao tốc vẫn còn đang làm kìa, rất nhiều xe lưu. Dạ, dạ đến cái đoạn này thì mắc cản cái cống thoát nước chưa có được san lấp, cho nên tôi lên lại sổ dốc nha. Cái đoạn này nó để san lấp đất rất là cao, bây giờ tôi lên sổ dốc nè, chạy xuống theo cái tuyến đường ở bên này rồi chạy theo dọc 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 trên con đường cao tốc cho cả nhà mình cùng xem. Rồi, bây giờ tôi lên lại xuống dốc.
Rồi, em còn. Tôi lên đang đi trên con đường tảng, con gọi là con đường gom á, đường tảng nha, là cái đoạn này chưa có làm xong, cái cầu sang lắp nữa là rồi, tiếp theo thì bây giờ tôi lên là chạy lên dốc lên con đường cao tốc nha. Con đường này mấy anh cũng để đang lưu xong rồi nè. Ủa, con đường nó bóng. Xong cái lưu thì bắt đầu mình chạy thảm bê tông. Tốc độ thi công cũng khá nhanh. Ở giai đoạn phân kỳ thì tuyến đường này nó có chiều rộng là 17 mét với 4 làn xe. Vận tốc là 80 km/h. Xong đoạn nào thì mình mừng đoạn đó thôi. Chắc cũng phải thì ở đây trải nghiệm bê tông. Tôi là sẽ tiếp tục chia sẻ những cái hình ảnh con đường cao tốc tại nút giao thông. Bạn Linh tiếp tục cho cả nhà mình xem. Do có một số tuyến đường á chưa có hoàn thiện cho nên tôi lên đi nó bị ngắt quãng từng đoạn, tôi lên sẽ chia sẻ từng đoạn thôi chứ mình cũng chưa có chạy liên tục hết được. Rồi tới đây nó bị cuốn nữa rồi, rồi tới đây thì tôi lên không có đi xuống được nữa. Phía trước các cái hầm, rồi chưa xong, đoạn đường này nó khá cao, tôi lên không có đi được. Để chạy qua. Xe bên kia cũng là cái cầu, bên kia là cái cầu, bên kia là cầu Chu Văn Sinh. Bây giờ tôi lên lại người kia ngược lại. Đi xuống dưới đường phụ chạy cái cầu Chu Văn Sinh. Làm được tới cái giai đoạn tôi có thấy một số hình ảnh của một số tiếng sẽ giống như là bạn bạn muốn thì mấy hôm trước tôi lên đi thì cũng chưa có luôn như thế này. Đang sổ dốc. Mấy hôm nay tôi lên bị cảm cúm mấy chừng luôn. Rồi tôi lên đang đi ở dưới đường phụ á. Đây là tuyến đường chính đó cho nè. Mấy hôm nay tôi lên bị cảm cúm mấy chừng luôn. Nằm mệt lắm, cũng phải 7 ngày rồi á. Không có quay được cái video nào cho cả nhà xem hết cũng thấy buồn. Tuyến đường này tôi đang quay ở trên á, bây giờ mình chạy xuống dưới mình tiếp tục tiếp nối với lại cái tuyến đường ở phía trước cho cả nhà xem. Đây là địa phận thuộc khu vực của xã Bằng Phước.
thuộc nút giao thông huyện Vạn Ninh, tuyến đường cao tốc Vân Phong Nha Trang. Đây này, con đường này cũng đổ đất khá cao, hiện tại để lưu rồi mà. Có phải tôi lên đến cái vị trí này không chạy được nữa, buộc phải quay đầu xe chạy xuống cái đường ở dưới. Tại đây thì có những cái cống thoát nước cho có được san lấp. Đây, cái hầm chui dân sinh nó nằm ở đây. Đây, chỗ đây thì nó có cái hầm chui nè. Mình lên đây mình chạy thẳng vô trong kia luôn được không? Chạy thẳng vô trong kia luôn được không? Lên luôn nha, chạy lên chị. Sao đi qua bên kia được không? Anh em mình chạy thẳng vô trong kia được không? Em ơi, mình lấy xe mình quay phim cũng rất là sợ. Mình cũng gặp mấy anh đó, mấy anh cũng vui nữa. Sang bằng khá cao. Đây là chuẩn bị mình con đường tuyến đường này là mình luôn đó nè. Xong cái đoạn lưu á, lưu xong rồi để thêm bê tông. Có Lê vẫn đi trên cái khu vực của xã Vạn Phước, nút giao thông huyện Vạn Ninh. Nơi này cách trung tâm của Nha Trang hơn 60 km, và nó nằm rất là gần với lại cái điểm đầu của tuyến cao tốc Vân Phong Nha Trang, cách hầm của Hải cũng chừng vài km mà thôi. Gọi là đường gom, nó vẫn chưa chạy liên tục được. Đây có cái cống thoát nước này, đang chưa có san bằng. Nghĩa là không có chạy lên trên này được, phải chạy xuống cái đường này. Đường này đi không được nữa hả? Em nói là đoạn đường này đi không được nữa, tại nước họ đang đổ như thế này nè. Cô Thị Tô Lê xin chào tạm biệt, xin hẹn gặp lại cô chú ở video tiếp theo. Rồi tôi là cô sẽ tiếp tục quay tiếp, chứ bây giờ tới đây nước nó như thế này mà tôi đưa chạy chiếc xe quýt bê. Bánh xe nó nhỏ, sợ tí như hôm bữa trước quá.
tuyến đường cao tốc nó để liên tục thì mình Tô Lê chạy một mạch từ đây cho tới nhà luôn, nhưng mà vẫn chưa được. Có những cái cống thoát nước hoặc là cái hầm chui thì nó vẫn chưa được san lấp, cho nên Tô Lê lại rẽ qua con đường này để chạy đi cái con đường quốc lộ 1A.